ai đã phát minh ra múi giờ. Cách đây hơn 140 năm, nhà giáo dục người Mỹ Sally Ferdinand Dell ngày 25 tháng 4 năm 1825 đến ngày 12 tháng 11 năm 1904 đã tạo ra múi giờ. Thứ chi phối lịch trình làm việc, ngủ nghỉ của hầu hết mọi người trên toàn thế giới. Dell là một giáo viên chuyên nghiệp. Ông từng là sinh viên của đại học danh tiếng Yale và dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Năm 1868, ông và vợ là bà Harriet đã thành lập chủng viện Temple Brook ở Saratoga Springs, New York và điều hành trường trong hơn 30 năm. Năm 1869, ý tưởng về múi giờ của Dell xuất phát từ lịch trình xe lửa trong thời kỳ mà thời gian được đo bằng mặt trời. Đầu những năm 1800, mặt trời đóng vai trò là đồng hồ chính thức ở Mỹ. Sáng kiến của Dell đã biến giờ mặt trời tự nhiên thành giờ chuẩn do con người quy định. Ông tập trung quanh 4 múi giờ ở các kinh tuyến 75, 90, 105 và 120. Ông sử dụng kinh tuyến 75 chạy qua bang New York làm cơ sở cho giờ chuẩn miền Đông của mình. Sau đó, ông ấn định 3 kinh tuyến xuyên quốc gia, tiêu chuẩn trung tâm 90, tiêu chuẩn miền núi 105, tiêu chuẩn Thái Bình Dương 120. Thời gian của mỗi vùng được đặt cách nhau 1 giờ. Năm 1870, Dell phát hành cuốn sách hệ thống thời gian quốc gia cho đường sắt. Sau đó, ông tìm được một người ủng hộ có ảnh hưởng là kỹ sư đường sắt William F. Allen. Ngày 18 tháng 11 năm 1883, Allen đã có mặt tại tòa nhà hệ thống điện báo Western Union, thành phố New York để chứng kiến việc thực hiện kế hoạch. Đồng hồ được khởi động lại và giờ chuẩn miền Đông ra đời. Năm 1884, hơn chục quốc gia đã đồng ý áp dụng múi giờ thống nhất, được xây dựng dựa trên mô hình của Dell. Hệ thống thời gian mà ngành đường sắt đi tiên phong chưa trở thành luật liên bang cho đến khi đạo luật giờ chuẩn được thông qua tại Mỹ vào ngày 19 tháng 3 năm 1918. Năm 1888, Dell lấy bằng tiến sĩ tại Đại học thành phố New York và được phong làm thành viên của Hiệp hội Khoa học, Văn học và Nghệ thuật London. Ông là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của Yale vì phát minh có tác động quốc tế. Dell qua đời dưới bánh xe của một đầu máy xe lửa ở Saratoga Springs vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều 12 tháng 11 năm 1904, hưởng thọ 79 tuổi.